một bữa cơm đầm ấm, đông vui và đặc biệt là đông đầy tình cảm của bộ đội biên phòng Thanh đối với các em tại điểm thi trường trung học phổ thông A Túc. Và tin chắc rằng đây cũng sẽ là cái kỷ niệm đẹp theo suốt trong cuộc đời của các em học sinh này. Sau khi hoàn thành bài thi vào buổi sáng, toàn bộ 120 em học sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông A Túc, huyện Hướng Hóa được đồn biên phòng Thanh hỗ trợ chỗ nghỉ và ăn trưa miễn phí ngay tại đồn. Các em học sinh này đa số là người đồng bào thiểu số có nhà ở xa trường. Biết các em không có điều kiện lưu trú gần trường vào những ngày diễn ra kỳ thi, nên đồn biên phòng Thanh đã lên kế hoạch hỗ trợ các em. Em cảm thấy rất là vui khi được các chú bộ đội quan tâm về mọi mặt trong kỳ thi này. Em hứa sẽ làm bài thật tốt để hoàn thành kỳ thi tốt nhất có thể. Xuất phát từ là điều kiện hoàn cảnh của các cháu thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Điều kiện hoàn cảnh về kinh tế rất khó khăn, thì chúng tôi mới xây dựng kế hoạch để mà triển khai chương trình tiếp sức đến trường như thế này. Cái mong muốn lớn nhất của đơn vị đó là 100% các cháu là đến điểm thi và dự thi phổ thông trung học, rồi là thi tốt nghiệp được phổ thông trung học, rồi là đầu vào các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối các đoàn thiện nguyện là sẽ tài trợ cho các cháu 5 năm ăn học đại học nếu cháu nào thi đầu vào các trường là đại học cao đẳng trên thành phố Hà Nội. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Ban chỉ đạo kỳ thi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đồng thời không để học sinh nào phải bỏ thi do hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các cái tổ chức, đoàn thể ở các địa phương để cùng phối hợp hỗ trợ tối đa cho các em thí sinh, đặc biệt là các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn vùng sâu vùng xa, những nơi mà cái khoảng cách đi lại nó cũng khó khăn, hai là cái điều kiện của các em học sinh, để giúp cho các em học sinh 100% các em thí sinh đều được đến trường thi và tham gia bài thi một cách hiệu quả nhất, không có cái thí sinh nào vì khó khăn mà dừng cái cuộc thi này. Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là chủ trương của tỉnh Quảng Trị được duy trì thực hiện trong nhiều năm nay, luôn được các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân nhiệt tình ủng hộ. Qua đây, giúp các em học sinh vững tâm thi với kết quả tốt nhất.